Chết bố luôn. Không phá bom đấy. Nhân vật tẩy có giáp đúng không? Ở sư nên đem vào. Ờ à. Bây giờ con Gossana có giáp rồi chứ. Ba T làm gì có con nhân vật nào có tẩy. Đây thì bắn level súng mắc 30k đam, tiếc là không ra 40 không đủ tham. Bố bắt đầu thì ra 40 không đủ tham là phải chịu rồi. Về sau này co ngon, về sau này có trên co các thứ nữa thì chắc chắn nó sẽ quá 50 thôi. Này thì mệt lắm này. Tôi nãy rồi có 3k mấy, tôi chả nhớ lắm. Nhưng mà mới qua được gì à? 38. Oh shit. Mới khử con tôi đỏ ấy đã. Vay rồi thì vay, vay à? Chết bố rồi. Bây giờ này có mùi toang cao hơn rồi. Trận này có mùi toang cao lắm rồi các bạn. Vũ khí không khỏe à, vũ khí mình chán quá. Chiếc vũ khí còn khỏe à. Không, thường tự sát nhá. Tự sát? Đoạn này vũ khí chán lắm. Thôi về không. Thôi chịu khổ tí đi, lao sao nhớ được thì sao? Không được đâu. Được không được? Không có một người thế này. Một người không bắn được cân được. Cân thì cân được, tôi cân thì cân được, nhưng mà vũ khí tôi chán. Khí tao lại chán lắm. Tất cả gì nhà thời điểm ban đầu này cố gắng lên cao để làm gì? Khi nào có xịn đã rồi hãng leo. Ờ cũng phải thôi. Mày, đúng cái quả bóc ngon thì vũ khí như nổi luôn thải. Cứ thời điểm đầu này cứ cày gì ấy các thứ đã. Mình cứ cày lên step 30 được. Tôi cũng phải cày lên step 30 rồi co mà. Oh my god. Tôi vẫn phải chơi tiếp. Ok, 16 ngày rồi. Bác Lốc còn chơi nữa không? Hay là bác Lốc nghỉ rồi? Tôi xem nào. Nếu mà chắc là... Nếu mà được trận nữa thì ok, trận nữa đi. Đã sư còn chơi trận nữa không? Chơi được tốt. Tôi có thể chơi đến tầm 11 giờ. AP úp. Cái gì ấy? Mấy ngày đầu thế này cứ...